Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Thì mình mới vừa đặt hàng ở trên TikTok rồi các bạn. Đây là hủ tiếu Sa Đéc nha. Thì mình thấy hồi trước giờ mình cũng có nghe nói rồi. Nghe nói về hủ tiếu Sa Đéc ha. Mình chưa có dịp thưởng thức hủ tiếu Sa Đéc bao giờ. Nên là mình thấy quảng cáo ở trên TikTok nè. Cái mà nhà cha mẹ mình cũng thích ăn hủ tiếu nữa. Mẹ đặc biệt là mẹ rất là thích ăn hủ tiếu mà mình mua ở đây á, mình thấy là hủ tiếu người ta làm nó không có được dai ha, với lại là không có ngon, nên là mình sẵn dịp mình thấy cái mình đặt mà mấy bạn coi nè, cái chỗ gói hàng nè mình chưa khui ra, nhưng mà mình thấy cái kiện hàng mà giao cho mình vậy là mình không có hài lòng ha, hơi không hài lòng xíu. Tại vì nay là ngày mùa mưa bão mà hủ tiếu mà giao kiểu này để vậy rồi shipper chở rồi mắc mưa, mà chiều mình đi là mắc mưa nữa, mưa xong mình ướt, mình mua cái này là số lượng lớn 5 kg lận, mà nếu mà nước nó rớt xô vô hủ tiếu á là nó bị mốc, mình đâu có để được lâu. Thì đầu tiên mình nhìn cái cách gói hàng kiểu này là mình không hài lòng, không biết là do cái chỗ gói hay là trong quá trình vận chuyển người ta làm bị sức như thế này ha. Thì thôi kệ, mình cũng không có trách người ta tội nghiệp ha. Mình không có nói cái địa chỉ đâu, tại vì người ta còn buôn bán nữa ha. Mình nói cái địa chỉ cái cơ sở này không hay. Bây giờ mình khui ra thử coi bên trong như thế nào nha. Hy vọng là bên trong sẽ ngon thôi, còn hồi chiều có bị vô nước mưa hay không á thì mình cũng không biết nữa. Rồi để mình khui ra thử xem ha. Màu thì cũng ok nè các bạn, nó khô ha, hủ tiếu nó khô. Với lại là mình cầm á, mình nghe cái độ dẻo. Bây giờ để mình lấy, nếu mà cảm quan như vậy thì sẽ không có chính xác. Để mình lấy vài cọng, mình sẽ trụng nước sôi thử xem là nó như thế nào ha. Đây, mình chuẩn bị một cái chén luôn ha. Sau đó mình sẽ cho vài cọng hủ tiếu vào cái chén này, rồi mình sẽ trụng nước sôi nha các bạn, thử xem là cái độ dai của nó như thế nào. Mà thấy quảng cáo trên TikTok rầm rộ quá chừng luôn, có đúng như là chất lượng ở trên TikTok không ha. Lâu rồi mình mua hàng ở trên mạng không các bạn, mình ít ra ngoài chợ mua lắm. Mình ra mình mua cái mình lựa mình cũng ngại nữa, nên là mình lâu rồi mình mua hàng là mình mua đồ trên mạng thôi. Kiểm tra xem là nó có dai hay không nha. Sợi hủ tiếu cũng trong nè. Nước bình thủy của mình nó mình chăm hồi sáng tới giờ nên là nó cũng không có nóng dữ, nhưng mà nó còn hơi cứng cứng, nhưng mà mình thấy nó cái độ dai của nó chắc có mấy bạn. Nó lại là nó trong trong khe luôn. Trong cái này
Về chất lượng đó, thì mình sẽ cho cái shop này là 9 điểm. Còn cái việc bao gói thì không được ha. Rồi thì mình review cho các bạn xem vậy thôi à. Các bạn nào mà muốn mua ở trên mạng á, các bạn có thể lên TikTok, mấy bạn gõ là hủ tiếu Sa Đéc ha, rồi có mấy chỗ bán á, mấy bạn coi chỗ nào được thì mấy bạn mua ha. Ok rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha. Nếu các bạn lần đầu tiên đến với kênh Nghĩa Miền Tây á, thì các bạn cho mình xin một lượt đăng ký và một like để ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.